Mà chúng ta học xong cái bài hôm nay là bài 10, bài số 11. Mai tôi sẽ nói sang cái phần cuối cùng của cái chương trình. Tức là tôi nói thuê cuốn sách cái tri thức thì hai cái bài cuối tôi sẽ kiểm tra nha. Hai bài cuối là hai bài 29 và 30. Bài 29 là nhận biết lỗi chương trình và bài 30 là kiểm thử vỡ lỗi chương trình. Thì đây là cái phần cuối của chương trình thông tin 10. Thì đây theo tôi đây là một phần khó. Đây đây là phần khó. Nó có hai ý nhé. Bài 29 của sách là gì? Là nhận biết lỗi chương trình. Nhận biết cái lỗi của chương trình nha. Cùng chương trình Python. Phân tức là phân biệt, phân loại lỗi và nhận biết lỗi. Và bài 30 là bài 30 là kiểm thử và gỡ lỗi, có hai ý. Kiểm thử và gỡ lỗi. Cái từ kiểm thử nó chính là cái từ test nhé. Test chương trình và gỡ lỗi tiếng Anh là cái từ là debug chương trình. Đấy. Thì như vậy là hai cái bài thân thực ra nó là một. Mình tách tách làm là hai bài thôi. Đây thì đó là đây là cái phần nội dung cuối cùng của cuốn sách đấy. Thì đầu tiên tôi nói về cái đầu tiên là chúng ta phân loại các lỗi của chương trình Python để xem nó khác biệt như nào so với chúng ta thấy nó khác biệt so với Pascal và C. Sau đó chúng ta sẽ phân loại lỗi. Thì đầu tiên là cái chúng ta sẽ cùng nhau cùng phân tích cái phân loại lỗi của chương trình. Phân loại lỗi chương trình Python. Vì vì sao nó lại khác? Vì Python là chương trình thông dịch chứ không phải là biên dịch như là Pascal và C. Chính vì cái điều đó cho nên là chính vì cái sự khác nhau rất cơ bản đó mà nó tạo ra cái lỗi, cái cách nhận biết lỗi nó khác nhau. Thì bây giờ tôi mô tả các bạn nhé. Thế thì cái một chương trình Python thì nó chạy như thế nào? Khi chúng ta viết một chương trình Python bất kỳ thì nó có nhiều dòng, có nhiều dòng. Dòng thứ nhất đây, dòng thứ hai đây, dòng thứ ba và dòng thứ n. Đó. Một chương trình Python luôn luôn có nhiều dòng như vậy. Thì và cách chạy của Python là như sau, là Python chạy từng dòng một. Chạy khi chạy này, khi mà chúng ta bấm nút run này, chạy thì nó chạy dòng một, chạy dòng hai, chạy dòng ba. Khi gặp một cái dòng nào đó mà nó không chạy được nữa, dòng thứ k nào đó, thì nó dừng lại và nó văng ra và nó báo lỗi. Đấy, gặp lỗi nhé, thì nó dừng chương trình và báo lỗi. Đấy. Như vậy là và như vậy là khi mà gặp lỗi ở cái dòng thứ k thì suy ra là các dòng từ 1 cho đến k trừ 1 là nó không là là chỗ này là không là, là không lỗi, đúng không nào? Là không lỗi. Dòng k lỗi là dừng lại, chỗ này là dừng lại. Còn các dòng từ k cộng 1 trở đi thì nó không nó chưa chạy tí nào quả cho nên để nguyên, chỗ này là nó chưa chạy, chỗ này là chưa chạy. Đấy, chúng ta chú ý cách mà Python nó khi chúng ta làm một chương trình thì nó sẽ như thế, khi nó chạy từ dòng 1, 1, 2, 3. Chúng ta kiểm tra một chút cho ta thấy ngay nhé. Bây giờ tôi làm cái chương trình đơn giản như thế này nhé. Để ví dụ thôi. Làm chương trình đơn giản, ví dụ tôi nhập một số toàn phím nhé. N này bằng này. N bằng in. Input nhé. Nhập số nguyên
Sao chúng ta làm gì đó đây, chúng ta mà M đi. M tôi nhập hai số nhé, M và N nhé. Tôi lấy ví dụ như vậy. Nhập số nguyên M. Hai số. Sau đó chúng ta sẽ print. Print là M cộng N và print. M N chỉ M. Lấy ví dụ như vậy. Đây là trình tôi ghi ra. Tôi ghi ra cái chương trình của chúng ta. Đây, ví dụ cụ thể cho chúng ta thấy là nó như thế nào. Đấy. Biệt lộ nhé. Rồi. Thế bây giờ giả sử tôi gặp lỗi ở cái giả sử tôi viết cái trình lỗi sai ở ở cái chỗ này, ở cái dòng này, tôi không tôi nhầm, tôi viết nhầm thành P hoa. Đấy. Nhưng mà đối với D chúng ta làm thử thôi. Được chưa? Nhưng mà với cái với trình này thì vì chúng ta biết rồi, nhưng mà cái người mới thì không biết, họ nghĩ là đúng hết. Tôi chạy thử nhé, chạy thử cái trình này nhé, chạy đây. Nhưng mà trình này chúng ta là lỗi tại dòng số 3, nhưng máy vẫn chạy bình thường ở dòng 1 đấy. Dòng 1 vẫn chạy nhé, dòng 1 là nhập số N nhé, tôi nhập số N là 78. Enter. Dòng thứ 2 vẫn chạy bình thường. Dòng thứ 2 chạy tôi gõ là 54. Enter. Khi chạy dòng số 3 thì máy dừng lại, máy dừng lại. Máy dừng lại và thông báo lỗi ở đây. Thông báo lỗi ở phía dưới này để thông báo lỗi, nó trả một cái lỗi, nó đặt tên là name error, và nó ghi ra là cái name print is not defined, tức là cái tên print nó không được định, chưa định nghĩa, chữ p viết hoa. Thì đây là một cái đây đây là một cái làm một cái lỗi, là một cái lỗi mà như vậy. Khi mà chạy chương trình ấy thì máy sẽ chạy bình thường từng lệnh một, và gặp một lệnh lỗi thì nó dừng lại và thông báo lỗi. Thì đây chính là cái quy trình mà gọi mình trình là thông dịch của Python nhé, bạn chú ý. Như vậy là khi mà gặp một lỗi thì khi gặp lỗi nhé thì chương trình sẽ dừng. Như vậy là chương trình khi gặp một lệnh mà Python không thực hiện được, Python không thể thực hiện được, không thể thực hiện thì nó sẽ dừng dừng và báo lỗi. Báo lỗi gì? Là cái thông báo cái mã lỗi đấy, chúng ta chú ý rất quan trọng nhé, thông báo cái mã lỗi. Cái này là cái đặc biệt của Python, thông báo cái mã lỗi. Và chúng ta nhìn cái mã lỗi đó, chúng ta sẽ biết à nó là cái lỗi gì. Cái lỗi mà chúng ta vừa vừa mới nhìn thấy nó là cái lỗi gì? Đó là cái lỗi là cái lỗi là name error, làm cái mã lỗi. Đó. Được chưa? Thì đó là nó đó là Python nhé. Còn đối với Pascal và C thì như sau. Để tôi mô tả thêm chút nữa. Khi chúng ta chạy chương trình Pascal hay là C, đây, Pascal và C thì như sau. Thì khi mà chạy cái chương trình là thì máy sẽ làm theo hai bước. Bước một là máy sẽ dịch sang mã máy, dịch chương trình sang mã máy sang file exe. Đấy. Chạy chương trình này và dịch sang mã máy file exe. Sau đó máy chạy, và lúc bây giờ mình chạy. Như vậy khi chúng ta chạy chương trình trên trên Pascal và C ấy, thì máy sẽ thực hiện cái việc chạy làm hai bước. Bước một là dịch chương trình gốc, đây là cái code này, chương trình gốc sang mã máy, đây là cái mã máy đây, mã máy. Và hai là chạy cái mã máy đó. Thì khi mà gặp lỗi thì có thể lỗi ở chỗ này, có thể lỗi ở đây. Như vậy khi mà gặp lỗi của chương trình Python và C thì lỗi nó hoặc nằm ở phần dịch, hoặc nằm ở phần chạy của file exe.
Thì nhé. Khi mà gặp lỗi ở cái chỗ dịch chương trình dịch thì cái lỗi này, cái lỗi suốt này thì đây chính là, đây là lỗi cú pháp. Cú pháp. Hay là lỗi ngữ pháp. Tức là chúng ta viết sai chương trình, chúng ta viết đối với C với nhầm chữ in hoa thành chữ in thường hay là cái gì đó đúng không? Đấy. Khi mà hết lỗi cú pháp rồi thì máy sẽ tạo ra file exe. Và khi chạy thì khi chạy file exe nó vẫn có thể có lỗi nó vang ra. Thì cái lỗi mà khi mà ở trong Pascal và C mà chạy chương trình mà gặp lỗi vang ra thì người ta gọi lỗi này là lỗi là người ta gọi là lỗi logic. Khi mà chạy vang ra thì máy sẽ báo một cái lỗi là lỗi runtime. Runtime error. Và nó không khi chạy khi có cái runtime error này thì máy nó không 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 báo. Vì lúc này nó chạy ở mức hệ điều hành thì máy nó chỉ báo là runtime error chứ nó không nói rõ là lỗi là lỗi gì, không 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 nói. Và tất cả cái lỗi đó gọi là lỗi Đây logic. là y Được hay chưa? là a? Đấy. Và tất nhiên và một cái lỗi thứ ba nữa đối với giống như là thằng này, thứ ba nữa là như thế này, lỗi thứ ba nữa Được chưa là chỗ này là chạy xong ra kết quả, xong là kết quả, mà kết quả này sai, kết quả này sai, được chưa? Thì cái lỗi mà ra kết quả sai thì người ta gọi là lỗi ngữ nghĩa, là cái lỗi là cái nó có cái logic bên trong chương trình chạy không hề văng ra gì cả, ra hết kết quả nhưng mà nó không đúng ý, không là có thể sai về thuật toán, sai về cái gì đó bên trong người ta không hiểu được thì người ta gọi chung nó là lỗi lỗi ngữ nghĩa. Như vậy là một cái chương trình ở trên Pascal và C thì người ta chia làm ba loại lỗi: lỗi cú pháp là một, lỗi logic là hai, và lỗi ngữ nghĩa là ba. rồi, Được chữ chưa? an hay là chữ Đó. đó Được. Đấy, thì đó là bây giờ tôi quay lại cái em về quay lại với Python nhé. Đây Python, đây Python. Rồi được chưa? Thế thì Python này thì khi mà chạy thì nó chỉ có hai, bản chất nó chỉ có hai loại lỗi thôi, là lỗi khi mà dừng chương trình, lỗi văng ra, lỗi dừng chương trình, lỗi dừng chương trình và dừng chương trình và thông báo mã lỗi, thông báo mã lỗi. Và loại thứ hai, đây là lỗi loại một. Loại thứ hai là chạy xong nhưng mà không có lỗi cả, chạy xong rồi ra kết quả, kết quả sai. Đấy. Thì trường hợp lỗi kết quả sai này thì giống như ở trên, nó tương đương với là cái ở trên này là tương đương giống cái này, là lỗi ngữ nghĩa thì cái này là lỗi ngữ nghĩa, được chưa? Như vậy là cái chương trình của Python thì cái phần mà dừng chương trình phần này này thì nó giống như là cái phần này này, phần này này là nó giống hai cái phần này của Pascal và C nhé. Nhưng đối với Pascal và C thì lỗi cú pháp là nó ghi rõ, nó thông báo cụ thể là cái dòng nào, lỗi như nào, lỗi như nào. Còn logic ở trong chương trình ấy, thì nó chỉ thông báo là runtime error. Bây giờ tôi quay lại cái mã lỗi của Python. Đấy. Thì thông báo cái mã lỗi thì mỗi một mã lỗi, đúng không? Cái mã lỗi khác nhau. Thì trong tất cả cái mã lỗi của Python thì người ta lại chia làm hai loại. Một loại là nó có cái từ là syntax error. Error nhé. Một loại thứ hai là các lỗi khác. Các lỗi khác, ví dụ ta có thấy cái từ là name error chẳng hạn, ví dụ một cái từ name error hay là type error. Nhiều lắm, cái này là có nhiều lỗi khác nhau. Vâng, được chưa? Đó. Thì như vậy là Python có thể phải chia làm hai loại. Một loại là syntax error là đó chính là lỗi cú pháp tương đương cái lỗi chỗ này này. Syntax error nó chính tương đương với là cái lỗi cú pháp ở trên này. Đấy. Còn tất cả các mã lỗi còn lại đây này thì nó chính là nó tương đương với cái runtime error này, là lỗi lỗi phải là người ta gọi là
lỗi người ta gọi là lỗi logic ở trong Pascal. Thì ở trong Python thì tất cả những lỗi khác này này, lỗi mà ra cái mã lỗi mà không phải là syntax error thì người ta gọi chung cái lỗi này là lỗi ngoại lệ. Đây, chúng ta chú ý nhé. Ngoại lệ. Như vậy là đối với một trình Python thì lỗi có thể chia làm ba loại. Một là lỗi cú pháp. Gì là lỗi cú pháp? Lỗi cú pháp tức là lỗi ứng với cái mã lỗi là syntax error. Loại thứ hai là lỗi ngoại lệ, ứng với là chương trình dừng lại, ứng với những cái lỗi khác mà có chữ error ở đằng sau. Ê, có chữ error ở đằng sau thì tất cả lỗi này người ta gọi là lỗi ngoại lệ. Còn loại thứ ba là chương trình chạy xong không bị văng ra nhưng ra kết quả sai thì người ta gọi là lỗi ngữ nghĩa. Rồi như vậy chúng ta tổng kết lại nhé. Tổng kết lại là như sau. Bây giờ tổng kết lại cái bài 29 ấy, là phân biệt ấy, phân loại nhận biết lỗi chương trình ấy, tổng kết và phân loại lỗi. Chúng ta nhớ là có sự khác biệt rất lớn giữa Python với Pascal và C nhé. Phân loại tổng kết và phân loại lỗi Python nhé. Thì chỉ là ba loại, một là lỗi cú pháp, tức là cái lỗi văng ra và có cái mã lỗi là syntax error. Loại thứ hai là những cái lỗi mà văng ra nhưng không phải với cú pháp thì người ta gọi chung là lỗi ngoại lệ. Và cái mã của nó người ta gọi là mã lỗi ngoại lệ, cái mã mà tạo ra được mã lỗi ngoại lệ. Còn loại thứ ba tức là chương trình chạy xong không bị văng ra nhà kết quả sai thì người ta gọi là lỗi, người ta gọi cái này là lỗi ngữ nghĩa. Hay có thể có một tên khác là cái lỗi logic mà bên trong chương trình chứ nó không phải logic mà phải kiểm tra. Đấy, như vậy là ở trong Python là các bạn thấy nó chia ra rõ ràng là ba loại lỗi đúng không nào? Thế đây là ví dụ là lỗi này là lỗi là name error, chính là lỗi ngoại lệ. Bây giờ tôi làm cái ví dụ khác nhé, để tôi sửa ở đây thôi. Tôi vẫn lấy là print ở đây, đây là print. Nhưng bây giờ tôi làm tôi vẽ ở đây, tôi kèm lên một cái lệnh là if bằng 10, chạy thử nhé. Thì cái lệnh là cái lệnh if bằng 10 này chính là cái lỗi này là lỗi cú pháp này, người ta không không được phép đặt tên biến là một cái mà là một cái từ khóa. Chạy thử xem máy báo lỗi như nào nhé. Đây máy lập tức là chỉ vào cái lỗi đó và đây nó ghi là syntax error, có thể là nhìn thấy dòng chữ if. Nhưng mà đây là lỗi cú pháp. Nhưng mà lỗi cú pháp và lỗi ngoại lệ nó cũng giống nhau, là nó cũng dừng lại và nó văng ra thông báo cái lỗi, chỉ có cái mã lỗi là nó khác nhau và nó thông báo ngay cho mình cái vị trí cái dòng mà bị lỗi. Được chưa? Đây. Bây giờ tôi làm thử một lỗi khác nhé. Bây giờ tôi làm thử một cái lỗi ở đây nhé. Bây giờ tôi làm như này. Bây giờ tôi viết như này là các bạn thấy sẽ lỗi ngay nhé. Đây bây giờ tôi sửa cái này, cái không lỗi này. Rồi. Thì bây giờ tôi để nguyên như này. Tôi để p. Nhưng bây giờ tôi giả sử cái m này tôi sẽ để là nhập. Đây tôi để như này. Đấy. Như vậy là tôi viết nhầm thôi. Đó mà là n nhầm vào, cái là số m nhầm vào cũng có thể là một sâu. Và như vậy ở chỗ này sẽ báo lỗi là đây là một số được cộng một sâu rồi. Tôi chạy thử nhé. Chạy thử này. Đây, nhập số nguyên n tôi nhập là 78. Nhập số nguyên m tôi lại gõ là g như này. Đây, thì máy sẽ báo lỗi. Báo lỗi ở cái dòng nào? Nó gọi time error là cái dòng này, này. Là cái dòng như này. Đúng không? Đấy. Dòng 3 nó viết là line 3 này, line 3 là lỗi này. Đấy. Và lỗi là time error là lỗi, cũng là lỗi ngoại lệ. Được chưa? Đó, như vậy khi chúng ta mà hay chúng ta có lệnh trên màn hình thôi, chúng ta gọi mình gọi if bằng 10 thì là nó là syntax error, thấy rõ đây chính là cái mã lỗi đây, syntax error. Hay tôi viết là như này. Em ví dụ một cái mã lỗi khác là for in range 12 chấm. Đây cũng là syntax error, vì đây nó không 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 thiếu một cái biến ở đây. Syntax error. Thì tôi làm một gọi một cái khác nhé. A bằng 10
B bằng 0. Bây giờ tôi có làm cái này là x thì bằng A chia B. Đấy, thì nó báo lỗi. Lỗi này là lỗi là zero division error. Đấy. Chúng ta nhìn rõ không? Như vậy là đây là lỗi ngoại lệ. Như vậy là gì? À, như vậy cái bài một kết lại là cái phần bài phần đầu chúng kết lại nhắc lại chúng ta là đối với Python là nó có ba loại lỗi: cú pháp, lỗi ngoại lệ và lỗi định nghĩa. Và chúng ta phải các bạn nên học sâu hơn để chúng ta phân biệt cái vị trí của lỗi này so với Pascal. Lỗi cú pháp thì tương đương với cái lỗi mà lỗi cú pháp lỗi mà khi dịch chương trình của C. Cái lỗi này là tương đương với là đối với Pascal và C là khi dịch chương trình. Còn lỗi ngoại lệ thì đối tương đương với là Pascal C chính là lỗi mà khi trình văng ra khi chạy file exe hay người ta gọi cái lỗi này là chính là lỗi runtime error hay là chính là đây là lỗi logic mà chúng ta vẫn từ xưa chúng ta vẫn quen phân loại logic. Còn lỗi ngữ nghĩa này thì chính tương đương với là lỗi ngữ nghĩa của chương trình Pascal và C. Có thấy như vậy nó rất rõ ràng đúng không? Rồi thì vấn đề là khi nhận biết lỗi thì chúng ta phải phải chú ý cái đó, chúng ta phải chú ý cái chú ý các cái tên lỗi để tôi chọn xem cái như vậy là cái bài mà nhận biết số lượng ngoại lệ là khi chúng ta đã quen rồi thì chúng ta chú ý để tôi cho bạn xem cái đây xem thì đây là cái bạn nhìn rõ nhỉ, đây là những cái mã lỗi ngoại lệ hay gặp thường gặp thời là nó có rất nhiều cơ đấy. Thế tôi đây trong trong sách giáo khoa cũng để tôi copy lại cái bản này ở trong sách giáo khoa thôi nhé. Bạn nào chọn cho giáo khoa thì như thế này chúng ta chú ý nhé. Đây là một số mã lỗi ngoại lệ thường gặp nhé. Thì syntax error là cuối cùng này là lỗi cú pháp rồi. Còn nhớ chúng ta là zero division error là cái lỗi mà khi mà chia cho không. Lỗi index error là cái lỗi thông thường chúng ta truy cập vào một cái phần tử của mảng nhưng mà chỉ số nó vượt quá giới hạn hoặc chỉ số âm hoặc là chỉ số vượt quá giới hạn. Lấy ví dụ khi chúng ta có một cái file A về ví dụ có cái mảng A như này 1 2 3 mà chúng ta lại có cái lệnh là gọi A nhưng mà gọi phần tử là 10 chẳng hạn vượt quá giới hạn thì máy nó báo là index error. Là cái chỉ số này nó vượt quá giới hạn. Hoặc là A để là trừ đi 10 thì máy báo lỗi. Máy cũng báo lỗi là index error. Đấy. Nha. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra xem một cái lỗi nào khác nữa này. Lỗi name error là cái lỗi mà chúng ta có một cái tên mà máy nó không hiểu. Chúng ta chưa chưa tức là name error là cái lỗi mà chúng ta truy cập vào một cái tên đó chưa có ở trong namespace, tức là chúng ta chưa định nghĩa cái tên đó thì máy nó báo lỗi ngay. Nó là lỗi name error. Ví dụ hiện nay tôi kiểm tra nha, tôi dùng cái lệnh là global. Nhà có như lại lệnh này không được lệnh lệnh này sẽ kiểm tra liệt kê ra tất cả các cái biến tổng thể của chương trình đấy, gồm có cái biến thì nó có là a này b a hoa đúng không. Bây giờ tôi viết một cái lệnh là x thì bằng n gán tạo ra một cái tên x thì gán vào giá trị của cái biến n n n n thì chưa có ở trong cái namespace là một tên lạ thì máy sẽ báo lỗi là name error vì máy nó không hiểu cái n nó ở đâu ra. Khi chúng ta gọi là x bằng n thì máy sẽ tìm tìm ở trong cái namespace của chúng ta đấy, cái global namespace và tìm ở trong bin in namespace sẽ nó có cái biến n không? Không có thì máy sẽ báo là name error. Chúng ta sẽ nhớ lại cái namespace là cái cơ chế quản lý name các cái tên tên biến và tên hàm và nó sẽ ánh xạ một cái tên vào một cái mà vào một cái mà vào một cái vào một cái đối tượng dữ liệu, chúng ta nhớ chưa? Rồi thì đó là cái name error. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo là value error. Value error là cái liên quan đến các cái giá trị ví dụ như này, ví dụ như là tôi biến đổi một cái một một cái số sang số mà tôi lại viết thành là abc như này thì là
máy máy không biết nổi được, và máy báo là value error, rất là hay quá ấy. Những cái value error như thế này đấy. Khi mà chúng ta nhập dữ liệu ấy, là nó hay có hay bị sai cái chỗ này, đó là value error. Một cái nữa là indentation error là khi chúng ta gõ các lệnh trong trong chương trình ấy, dòng thụt vào nó không thẳng hàng với nhau, thì máy cũng báo là indentation error. Có nhiều nữa. Đây thì các bạn xem nhé. Bây giờ chúng ta xem lại cái toàn bộ cái gọi là cái bin in namespace, là cái namespace mà quản lý tất cả các tên mặc định của hệ thống. Thì chúng ta dùng lệnh deal cho những lệnh deal này. Đây là cái lệnh để liệt kê ra. Đây là cái lệnh liệt kê ra tất cả các cái tên hệ thống. Thì trong đó nó cũng là trong phần đầu cái tủ sách này, nó có là tất cả các cái tên của lỗi ngoại lệ của Python. Đây, toàn bộ cái này là lỗi ngoại lệ hết nhé, từ đây trở đi này. Đây, tất cả chỗ này là do tận đây nữa, toàn bộ chỗ này chính là các cái ở đâu mà các bạn thấy có chữ error sau đó chính là các lỗi ngoại lệ đấy. Như vậy Python nó lưu trữ một cái danh sách, chỗ này phải hơn hơn 30 hoặc còn phải 50 cái lỗi ngoại lệ khác nhau. Nhưng mà chúng ta trong sách chỉ mô tả một vài cái điển hình thôi, chúng ta hay gặp nó là cái này, được chưa? Đây, thì nó là cái phần bài 29, cái phần thực hành của nó là chỉ là trong những trình chạy bình thường mà chúng ta quan sát và dự đoán là nó có thể gặp lỗi ngoại lệ hay không thôi, thì nó không, cái chuyện trong phần đó nó đơn giản. Trong cái sách này, khi mà lần đầu tiên tôi viết ấy, tôi định đưa vào cả cái kiến thức là làm sao để tránh lỗi ngoại lệ, sao để bắt lỗi ngoại lệ. Thì thông thường cái lỗi ngoại lệ mà dễ bắt nhất là cái lỗi mà nhầm mà là nhầm dữ liệu đây nhé. Tôi thông thường tôi làm cái bài này nhé, làm cái bài này thôi, n ở đây nhé, làm bài đơn giản như này nhé. Đấy, nhập một số nguyên từ bàn phím, sau đó tôi thông báo là nhớ n là năm nhận hay là năm hay là không nhé. Rồi bây giờ tôi làm như sau này, bây giờ tôi viết là if, tôi viết lại cái lệnh làm hình hình nhé, kiểm tra nhận biết lỗi này, if này, nếu n mà chia hết cho 4 thì như lại định nghĩa nhé, hoặc hoặc nhớ lại định nghĩa, hoặc là n n chia hết cho 4 đồng thời là n không chia hết cho mà 100, đúng không nhỉ? Thì báo lỗi, thì lần là thì n là nhận, thì print print n nhận n là năm nhận, làm nhìn đơn giản như thế nhé. Green N không là nhận, không là nhận. À, đây là một chương trình rất đơn giản, tôi sẽ thử nhé. Khi tôi nhập số ví dụ như là 2000 thì ta máy báo lỗi là năm nhuận, nhưng mà khi tôi nhập sai thì máy máy sẽ báo lỗi. Đây tôi nhập ví dụ như là ABC như này thì mình báo lỗi này, máy là tức là vâng giả đó, được chưa? Thế thì mà ở trong Python thì người ta cho phép là như sau. Ở trong Python, đây đây là tôi nói phần này là phần là gọi là phần nâng cao hơn một chút nhé, phần phần nằm ngoài sách giáo khoa, nằm ngoài sách giáo khoa, nhưng mà tôi nói thêm thì chúng ta, tức là chúng ta có thể bắt lỗi ngoại lệ, tức là chúng ta làm sao để tránh, để không bị xảy ra hiện tượng là lỗi là lỗi văng ra. Thì cái bắt lỗi ngoại lệ là hay gặp hay hay dùng nhất là ở trong các lệnh là nhập dữ liệu từ bàn phím, nhập từ hay nhập dữ liệu từ từ file. Đấy, thì cái đó nó gọi là cái thông tin đó nó gọi là bắt lỗi ngoại lệ nhé. Bắt này, kiểm tra và bắt lỗi ngoại lệ, bắt lỗi ngoại lệ. Thì phần này không có sách giáo khoa nhé. Khi mà trong cái phiên bản đầu tiên mà tôi viết ấy, thì tôi đưa cái này vào trong sách nhưng mà bị hội đồng thẩm định loại ra, kêu là khó quá. Thì bây giờ tôi nói ngắn gọn thôi một vài ý là
Cụ thể đối với bài này, thông thường đối với những bài nhập dữ liệu thì người ta mới như vậy. Cái bài này này, cái bài này là bài mà yêu cầu của chương trình là phải nhập n là phải là số nguyên. Đấy. Nên chúng ta nhập một số tập phân cũng sai. Đây. Nhập là ví dụ là 234.9 là máy cũng 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 báo lỗi. Thế bây giờ làm thế nào? Bây giờ làm thế nào mà đều là value error cả? Thế bây giờ làm thế nào để mà khi mà người dùng mà nhập sai thì máy sẽ không văng ra và máy thông báo là bạn nhập sai rồi và bỏ qua luôn. Thế có làm được không? Đấy, thì cái này là cái nhé. Thì nó luôn là kết quả, cho kết quả là hoàn toàn làm được. Ở trong Python nó cho phép một cơ chế rất rất đơn giản để mà bắt lỗi ngoại lệ để cho chương trình của chúng ta, chương trình Python nó không bị văng ra ngoài. Thì gặp lỗi ngoại lệ là văng ra. Thì riêng đối với lỗi nhập dữ liệu thì hay dùng nhất là văng ra, là chúng ta cần bắt lỗi. Vậy bài này mà tập này là lại sửa lại như sau này. Chúng ta sẽ sửa lại như thế này và chúng ta sẽ bắt lỗi nhé. Bây giờ tôi sẽ CVS sang một bài khác, vẫn bài này thôi nhưng mà tôi sẽ bắt lỗi để chúng ta hình dung nhé. Bây giờ bắt lỗi bài này, bắt lỗi như như sau này. Đây là chương trình bắt lỗi đơn giản nhé. Chúng ta đơn giản cái phần này để chúng ta biết thôi, chứ phần này là không dạy cho học sinh. Nhưng nếu học sinh là nó họ có dò hỏi hoặc là học sinh khá giỏi thì chúng ta hoàn toàn có thể nói cho học sinh nhé. Thì làm như sau này, tức là chúng ta sẽ cho phép một cơ chế là như sau: nếu mà gặp lỗi ngoại lệ thì chúng ta bắt lỗi đó và không dừng chương trình và thông báo cho người dùng biết là bạn đã nhập sai vậy và yêu cầu là nhập lại hoặc là thao là dừng chương trình luôn, không không chạy cái phần sau nữa. Như vậy như sau này, như vậy mà này là như sau nhé. Cái toàn bộ cái phần if này chạy khi mà nhập không lỗi. Chứ nhập lỗi thì n là nhập không không hoàn số thực là máy văng ra thì không thể có cái n này. Với đoạn trình này chỉ chạy khi mà n đã nhập đã chính xác, được chưa? Đó. Thì bây giờ làm như sau này, thì cái lệnh này là lệnh là cái lệnh này là lệnh bắt lỗi. Bắt lỗi, được chưa? Thế thì làm thế nào? Đây bây giờ làm như sau này. Thì cái câu lệnh mà bắt lỗi là như sau, thì tôi mô tả luôn nhé. Thì đây mô tả cái phần định nghĩa này. Cái lệnh bắt lỗi là như sau, là câu lệnh là try, lệnh try try nhé. Sau là hai chấm xuống dòng, sau đó là các lệnh cần bắt lỗi. Chúng ta nghi ngờ lệnh nào đó thì chúng ta cái lệnh mà có thể có lỗi thì chúng ta bắt lỗi bằng cách là đưa lệnh đó vào trong cái câu lệnh là try, cần bắt lỗi, bắt lỗi, được chưa? Đó. Cần bắt lỗi nhé. Rồi sau đó là except là exception, có chữ exception này nhé. Exception. Sau cho là hai chấm, sau đó là thông báo. Thông báo nếu gặp lỗi. Đấy, thì đây là chính là cái lệnh mà là như sau này. Nếu mà gặp lỗi nhé, nếu gặp lỗi chạy lệnh này này, đây là như sau này, nó là chương trình sẽ try, tức là thử thử chạy lệnh này. Nếu mà không lỗi thì bỏ qua lệnh này mà chạy sang lệnh sau này. Nếu mà lỗi thì máy sẽ không chạy lệnh này nữa, và nhưng mà không văng ra mà chạy cái dòng thông báo này. Đấy, thì đây là cú pháp của cái lệnh là được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ làm cái việc đó nhé, để chúng ta áp dụng cái này vào, chúng ta sẽ dùng cho trình của chúng ta nhé. Đây thì như sau này, như vậy là nếu mà đây tôi sẽ lại cái này nhé. Đây làm như sau nhé, tôi sẽ tạo ra một cái biến phụ để thông báo
kiểm tra cái biến phụ này để biết là nó có lỗi hay không, được chưa? Thì đầu tiên chúng ta đặt biến này là gọi là b đi, biến này dùng để đặt tên là bằng true, định như thế nhé. Thì cái biến này ý nghĩa sao, biến này là như sau này: nếu bằng true thì cái lệnh nhập dữ liệu là không lỗi, còn nếu gặp lỗi thì cái bên này nó sẽ bằng false. Đấy, như vậy là như vậy sau lệnh đó thì lệnh nghĩ như sau: b là cái biến được đưa ra để mà kiểm tra xem là cái lỗi, cái lệnh chúng ta muốn kiểm tra bắt lỗi là có lỗi hay không. Rồi chúng ta dùng lệnh là try nhé, try. Đó, đây là kiểm tra lỗi này. Sau try thì đây nó mà thụt vào 1 2 3 4, thấy chưa? Thì đây chính là cái đoạn chương trình để bắt lỗi đây, bắt lỗi. Nếu mà chạy đến đấy lệnh này mà không lỗi thì xuống dưới này thì xuống đây không sao, không cần. Bây giờ nếu gặp lỗi nhé, đây là accept thì không do là accept, được chưa? Accept sau đó là exception, xong 2 chấm xuống dòng này. Chỗ này là chỗ gặp lỗi này. Nếu mà đây kiểm tra trên này, nếu mà không gặp lỗi thì bỏ qua lệnh accept rồi. Còn nếu gặp lỗi thì sao, như này. Như vậy chỗ này là chỗ gặp lỗi, chúng ta viết là b bằng for. Như vậy chỗ này thông báo là đây, b bằng for và thông báo và print bạn nhập dữ liệu sai. Được chưa? Còn ra ngoài này, khi ra ngoài này rồi nhé, chúng ta kiểm tra nếu if b đấy, nếu mà b mà if b tức là nếu mà b bằng true tức là không lỗi thì chúng ta mới chạy cái này. Đây, rồi 1 2 3 4 lùi vào này, 1 2 3 4 lùi vào. Đó, chỗ này 1 2 3 4 như này, 1 2 3 4. Như vậy là cả cái đoạn kiểm tra này chỉ kiểm tra khi mà b là đúng, tức là khi mà không gặp lỗi. Để cho xem lại này nhé. Đầu tiên đặt b bằng true thì chúng ta chạy cái lệnh tiếp theo lệnh này, nhưng mà đặt trong lệnh try là cái lệnh mà bắt lỗi của Python. Thì lệnh try nó có cú pháp là try 2 chấm xong mô tả các lệnh cần bắt lỗi, sau đó là except exception, và trong exception là cái phần là các lệnh mà khi mà gặp lỗi thì làm gì. Thì bình thường khi gặp lỗi là nó vang ra, đúng không? Bình thường khi lên trên lệnh làm lỗi này thì nó vang ra, khi là nó vang ra và nó dừng chương trình và thông báo cái bạn lỗi ở đây. Còn vì có cái try này rồi thì nó không vang ra nữa, và khi gặp lỗi thì máy sẽ thông báo là bạn nhập dữ liệu sai, và chúng ta chèn thêm lệnh là b bằng for thì sẽ ra ngoài này, thì b bằng for lệnh này nó không chạy nữa và nó bỏ qua. Chưa? Thì tôi chạy thử nhé cho bạn xem nhé. Đây, thì đây là ví dụ đơn giản của lệnh chạy thử này nhé, rất đơn giản thôi. Đây, nhập số nguyên nhé, nhập số nguyên là 2020 đây, enter, máy chạy như bình thường. Gặp lỗi này là không lỗi này, không lỗi, do đó là cái b nó vẫn là true, chỗ này nó không chạy vì nó không lỗi, chỗ này không chạy. Do đó khi thoát ra đây là mà if b vẫn là đúng cho nên nó chạy lên này và nó kiểm tra b là năm nhuận, vậy là vẫn đúng. Tôi chạy lại thử ván hai là sai nhé. Tôi nhập là 23.89, enter, là máy báo là nhập dữ liệu sai và không hề vang lỗi ra. Bình thường mà chúng ta dùng cái lệnh là input như này mà nhập cái này vào là máy vang ra ngay, nhưng vì nó nằm trong cái câu lệnh try là câu lệnh là bắt lỗi của Python thì nên nó không, khi gặp lỗi thì máy sẽ không chạy lại này nữa và máy sẽ chuyển sang chạy cái phần này và đặt b bằng for và thông báo là bạn nhập dữ liệu sai. Và khi thoát ra khỏi cái lệnh try này sang bên này thì vì bên là for đoạn này sẽ không chạy nữa. Đó. Người đã hiểu chưa? Đây là một lập trình rất đơn giản thôi, là mô tả cái cách mà chúng ta có thể là, vì trong quá trình chúng ta rất nhiều đoạn chúng ta phải nhập dữ liệu từ bàn phím. Đây là một cái ví dụ mà nhập dữ liệu từ bàn phím, nhưng mà ta dù có nhập sai đi nữa thì máy vẫn không vang ra. Bạn thấy chị mình nhìn không vang ra không? Nhập đúng thì nó chạy đúng và kiểm tra ngay là n là năm nhận hay không. Còn nhập sai, máy thông báo là bạn nhập dữ liệu sai và máy sẽ
và máy sẽ gì, và máy sẽ không chạy gì cả, không 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 kiểm tra đâu nhận, được chưa? Thế đây là một trường hợp mà đầu tiên nhé. Bây giờ các bạn đã, bạn có hiểu không nhỉ? Phần này hơi khó, tôi nói chậm để cho các bạn hiểu. Là mình có hiểu không? Dạ hiểu thầy ạ. Hiểu cái gì hả? Dạ không ạ. Thấy cũng dễ 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 hiểu đúng không? Không có gì cả. Chỉ ta nhớ là cái là try và accept thôi. Cái từ khóa là accept cũng là một từ khóa nhé. Accept nó luôn đi với try đó. Thì thầy rất là hay thầy ạ. Nghe rất hay. Bây giờ tôi làm thêm một chức năng nhé. Bây giờ tôi làm thêm một chức năng nữa thì là cái trường hợp này là nếu mà nhập sai thì máy bỏ qua không chạy gì nữa. Nhưng bây giờ tôi muốn làm lại như sau này. Nếu nhập sai thì máy bắt nhập lại. Nhập lại liên tục, khi nào đúng thì thôi. Thì có làm được không? Đấy. Giả sử tôi nhập sai và máy sẽ bảo đảm rằng luôn là nhập sai, bắt máy sẽ bắt chúng ta nhập lại liên tục khi đúng thì thôi. Rồi chúng ta làm như sau nhé. Rồi chúng ta làm như này. Thì với trường này chúng ta sẽ làm khác đi một chút. Mình làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ không cần cái B này nữa này. Chúng ta sẽ đưa toàn bộ cái try và except này, đưa cái try và except này vào trong cái vòng lặp. Vòng lặp vô hạn. Đây, tôi viết là while. Lặp là vô hạn. Nếu mà 34 này để là try như này nhé. Đấy. Sao mất rồi. Rồi. Cái vòng này sẽ cái vòng này sẽ chạy liên tục ở bên trong cái vòng lặp while nhé. Cái này bên này tôi kiểm tra. Tôi không cần cái bên này nữa. Đấy. Ở đây nhé, file này, nếu mà gặp lỗi. Đấy, nếu gặp lỗi thì chúng ta nếu gặp lỗi thì máy chạy lệnh này và yêu cầu là chạy lại làm lại nhập lại. Như vậy trên đây nếu máy mà chúng ta nhập đúng thì máy là phải dừng ở đây và thoát ra khỏi cái vòng ngoài này, chúng ta phải thêm lệnh nữa vào đây. Chúng ta phải thêm vào dưới một cái lệnh nữa là lệnh break thì nó sẽ thoát ra. Nó sẽ nếu mà khi chạy ở đây nhé, tức là khi mà chương trình mà nhập đúng ấy thì máy sẽ chạy xuống dưới lệnh thứ hai, lệnh dòng số 4 này và máy thoát khỏi vòng lặp while và chuyển xuống này luôn. Như vậy khi ra ngoài này là bảo đảm là đúng rồi, chúng ta không cần cái này nữa, chúng ta xóa cái này. Chúng ta nhấn xuống như này nhé. Thì đây là cái lệnh mà máy yêu cầu chúng ta là nhập liên tục đến khi đúng thì thôi. Cái này hay hơn cái lúc nãy, phát này hay hơn lúc nãy. Tôi chạy thử nhé. Phần này tôi sẽ ghi là từ CVS sang là cái phương án 2 đi nhé. Chương trình bắt lỗi mức 2. Bắt lỗi mức 2. Mức 2, mức khó hơn một chút nhé. Đấy. Rồi bây giờ tôi làm thử nhé. Tôi chạy thử này. Tôi gõ lung tung này. Enter. Bạn nhập dữ liệu sai. Lại nhập lại xuống bên Enter. Đúng như thôi. Tôi nhập là 67.99. Lại sai. Lại nhập lại, nhập đúng này, 78 nhập đúng. Thì như vậy máy báo là 78 không phải là 5 nhận. Như vậy máy yêu cầu chúng ta là nhập liên tục thì chúng ta phải đưa vào vòng lặp while mà thông thường là cấu trúc đó là while true như này này. Đấy. Và khi mà xong trong trong while true là cái chính là cái vòng lặp, cái vòng lệnh là try và accept là cái lệnh mà gì? Là cái lệnh là để bắt lỗi. Bắt lỗi. Thì đây là bắt lỗi đây. Khi mà chạy thoát khỏi lệnh này mà không bị lỗi nữa thì máy sang lệnh thứ hai này và máy sẽ thoát khỏi, dùng lệnh break thoát khỏi vòng ngoài này và đưa chạy, chạy 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 xuống đây nhé. Đó, đây đây là phần án 2, phần án 2 nhé. Phần hai còn thấy có hay hơn không, tức là mà máy yêu cầu là nhập đi nhập lại khi nào đúng thì thôi. Đây là phần án 2, phần hai rất rất là tốt nhé. Bây giờ các bạn có hiểu không nhỉ? Phần hai hay hơn nhé. Bây giờ chúng ta sang phần án 3 là phần án tốt nhất, là như sau này. Bây giờ phán 2 này có một nhược điểm là khi cho nhập n là số âm ấy, thì nó vô nghĩa. Nhưng nhập số âm thì cái lệnh này nó vẫn không lỗi. Cái lệnh này là vì in nên là hàm in nhập nguyên thoải mái. Nhưng nhập số âm ấy thì kiểm tra một cái năm mà làm âm mà năm nhuận thì nó vô nghĩa, vì nguyên tắc chúng ta chỉ làm dương lịch thôi. Còn bản thân những cái hàm này nó vẫn kiểm tra được cho số n là âm. Cho nên nếu mà tôi nhập đây là âm ấy thì máy vẫn chạy nhưng mà nó vô nghĩa. Bây giờ tôi sẽ bảo đảm gì
là nếu mà n nhập vào là sai hoặc n nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì máy vẫn vẫn máy vẫn báo lỗi, máy vẫn yêu cầu chúng ta nhập lại. Đó thì bài này là khó hơn nhé. Nhưng mà bài này là bài khó hơn là vừa bắt lỗi thật sự, bắt lỗi ngoại lệ, vừa bắt lỗi thêm nữa của chương trình. Thì tôi làm bài bài tôi viết sang là bài số 3, tôi CVS sang bài số 3 để chúng ta thấy bài mức 3 là mức hoàn hảo nhất, là mức mà chuẩn nhất, cái mức mà tốt nhất nhé, là tôi có thể kiểm tra được một cái ràng buộc bất kỳ, không phải chỉ là cái ràng buộc, chứ không phải chỉ là cái lỗi ngoại lệ nữa, mà kiểm tra vừa kiểm tra lỗi lần nhập dữ liệu mà lỗi ngoại lệ, vừa kiểm tra những cái lỗi mà logic khác mà chương trình yêu cầu. Ví dụ bài này tôi yêu cầu là nhập số n, nhập số nguyên n lớn hơn không. Đó. Yêu cầu là nhập một số nguyên n lớn hơn không, số nguyên dương, hay là nhập số nguyên dương vậy để này cho nó dễ, nhập một số nguyên dương n. Như vậy tôi bảo đảm yêu cầu là nếu nhập số là phải là số dương. Còn n mà n bằng không trở xuống thì máy mà thì máy báo là bạn nhập sai và chúng ta nhập lại. Được chưa? Rồi. Nha. Và thậm chí ở bài này tôi sẽ làm mạnh hơn này. Nếu mà gặp lỗi ngoại lệ thì chúng ta báo là bạn nhập dữ liệu sai, yêu cầu nhập lại. Còn nếu mà nhập n mà nhập đúng là số nguyên nhưng mà nhỏ hơn bằng không thì báo là số bạn cần nhập không đúng, cần phải nhập số dương. Như vậy có hai thông báo thì làm như nào? Đây tôi sửa lại như sau nhé. Đây tôi sửa một chút thôi. Đây. Như vậy tôi săn bài chỗ này ở đây nhé. Bây giờ tôi xuống đây thì tôi bây giờ tôi tạm thời tôi xong cái bước đi nhé. Là phân tích này vẫn là vòng lặp while, là vòng lặp while đây vẫn là lệnh try và except đây. Nhưng except là chỗ này là lệnh này là cái lệnh mà nếu mà nhập dữ liệu n là sai mà gặp lỗi ngoại lệ, tức là nhập nhập dữ liệu sai nhé. Đây tôi vào thêm đây, nhập dữ liệu sai cần nhập lại, cần nhập lại món này là đúng này. Rồi bây giờ phân tích chỗ này, ở chỗ này nếu mà thoát qua được cái dòng này là nhập nhập không lỗi đúng không, xuống chỗ này thì chúng ta kiểm tra if, đây if n mà nhỏ hơn hoặc bằng không, đây thì lỗi này là lỗi lỗi logic bình thường không phải lỗi ngoại lệ, thì chúng ta cũng yêu cầu chúng ta cũng print thông báo số bạn số nhập số nhập cần cần lớn hơn không, lớn hơn không, yêu cầu nhập lại. Đấy, như vậy thêm, như vậy cái dòng nó in này là cái dòng này là dòng mà không phải là cái lỗi này là chỉ là n nhỏ hơn bằng không thôi thì máy thông báo như này và vẫn quay lại trên này, là quay lại chỗ này là nhập lại. Còn nếu ngược lại, nếu bây giờ mà dương thì hay quá, chúng ta sẽ dùng chương trình else. L là gì? L đây chính là n lớn không thì chúng ta dùng lệnh break để thoát ra ngoài. Đấy. Được chưa? Ta sửa hành trình tiếp theo thì nó đầy đủ hơn. Đấy. Thế đây là cái bài mà cái phần mà máy bắt lỗi không chỉ là bắt lỗi ngoại lệ ở dưới này mà còn bắt lỗi logic nữa. Đấy. Các bạn thấy nó vẫn kết hợp cùng với cái lệnh cùng với việc bắt lỗi ngoại lệ và nó là bắt lỗi cả lỗi logic nữa. Đây là gì? N cần nhập là vào làm phải là mã số dương. N lớn không thì thông báo là nhập lại. Ta làm thử nhé. Đây. Và hai thông báo này là khác nhau. Chạy thử đây nhé. Này tôi chạy bây giờ sửa tôi nhập số là trừ 89. Máy báo là số cần nhập lớn không, yêu cầu nhập lại. Đấy. Tôi nhập lại số 78. Nhưng mà lại bấm nhầm là 09 như này thì máy báo là nhập liệu sai, cần nhập lại. Tôi gõ là 2022 đúng thì máy bây giờ máy mới chạy thông báo là 25 không lần tạm nhuận. Như vậy là đây là ví dụ 3, là ví dụ hoàn chỉnh. Như các bạn thấy như vậy là chúng ta có 3 ví dụ nhé, ba cái mức đấy, mức bắt lỗi 1, bắt lỗi 2, tôi mở lại cho bạn xem cái mức bắt lỗi 1 rồi. M chương trình CT. Đây, chương trình bắt lỗi đơn giản thì như thế này. Đây, lỗi đơn giản. Và nhớ lại nhé. Chạy một lần thôi. Không không mà cứ nhập sai thì dừng lại ngay. Còn nhập đúng thì phải chạy kiểm tra.
đây là bận vô giải, là quận mức 1 đi. Còn mức 2 đây, mạng lưới mức 2 là trong cái vòng lặp vô hạn, là vô hạn thì bắt thì cổ phải nhập lại. Nhập lại khi mà nhập sai thì phải nhập lại. Nhưng mà cái bước 2 này vẫn còn một cái lỗi, thì nếu mà nó nhập vào là một số âm thì nó vô nghĩa. Thì nó không có nghĩa. Mà dù mà trong chỗ này nếu nhập nhập số âm thì máy vẫn hiểu là vẫn đúng, máy vẫn chọn vẫn kiểm tra bình thường. Nhưng thực tế là số 5 nhập không bao giờ là số âm, là số bằng không cả. Đấy. Chỉ là mức mức 1 là mức đơn giản nhất là bắt lỗi thô thiển, mức 2 là mức bắt lỗi sâu hơn. Bắt lỗi sâu hơn là yêu cầu là nhập lại khi nào đúng thì thôi. Nhưng mà mức 2 này chỉ bắt lỗi luôn, bắt lỗi ngoại lệ chứ không bắt thêm lỗi logic nữa về trong chương trình. Còn mức 3 này là mức hoàn chỉnh, vừa bắt tất cả các lỗi logic, lỗi lỗi ngoại lệ, vừa bắt lỗi logic nữa. Thì các bạn thấy cái mẫu này là mẫu rất hay sử dụng trên thực tế. Thì thông 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 thường là những cái bài thông thường là cái việc bắt lỗi ngoại lệ này chỉ hay dùng nhất là ở trong các cái chương trình, trong những cái phần nhập dữ liệu. Còn phần khác thì phần khác thì rất là khó, các cái lỗi bắt các lỗi ngoại lệ khác. Cái lệnh này, cái lệnh try except này là bắt bắt tất cả lỗi ngoại lệ nhé, trừ trừ lỗi cú pháp thì không bắt được. Lỗi cú pháp luôn dừng, mình không thể bỏ qua lỗi cú pháp được. Nhưng mà tất cả các lỗi ngoại lệ khác Python là bắt được hết, bắt được toàn bộ. Được chưa? Thì đây là cách mà cái phần này là phần đánh nhau tôi viết trong sách, nhưng mà về sau là việc bị đồng thẩm định bỏ bỏ qua, cho nên không có trong sách nữa nhé. Rồi, thì bây giờ tôi sang, như vậy là xong bài 29. Bây giờ sang cái bài 30, là cái bài 30 là bài là kiểm thử và gỡ lỗi chương trình. Cái phần này là thì nó không không có gì đặc biệt lắm, thì có cái là trong phần 3 này thì nó có một cái lỗi minh họa để ta bắt 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 lỗi của chương trình thông qua điểm dừng. Thì các hệ điểm dừng thì các bạn là ngày xưa các bạn lập trình trên trên C và trên Turbo Pascal, các bạn làm thạo lắm rồi. Bây giờ tôi mô tả cái cách bắt lỗi qua cách test mà tự gỡ lỗi chương trình thông qua điểm dừng ở trong cái phần mềm này, nó hoàn toàn tương tự như là Turbo Pascal. Chúng ta sẽ tạo ra cái điểm dừng và chương trình sẽ chạy đến điểm dừng thì chương trình dừng lại. Chúng ta bấm nút nó chạy tiếp. Khi chúng ta dừng lại, chúng ta quan sát được các cái biến trung gian, các cái biến mà của chương trình, và chúng ta dựa trên biến đó chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta sẽ mò được lỗi lỗi của chương trình. Đấy, thì một trong những cái cách mà trong sách có ghi là một vài phương pháp để kiểm chương trình, là ví dụ như là phương pháp một, phương pháp là quan sát lỗi ngoại lệ để bắt lỗi này. Hai là tạo ra các cái bộ test, các bộ dữ liệu test, thì là ta tạo nhiều càng nhiều bộ dữ liệu test thì càng tốt, xem chương trình có bị sai không. Nếu mà gặp một bộ test mà chương trình sai thì coi như là sai. Đây là phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ ba là chúng ta in ra trong quá trình làm chạy, chúng ta in ra các cái giá trị trung gian, các cái biến trung gian. Cái này là những người lập trình thường rất hay dùng luôn, tất cả kể cả người chuyên nghiệp nữa cũng hay dùng. Và phương pháp thứ tư nữa là phương pháp là dùng cái công cụ là điểm dừng. Điểm dừng thì ở trong 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 sách tôi có mô tả một cái trình, một cái demo, một cái điểm dừng. Thì tôi sẽ chạy lại cái trình đó nhé, cái lại cái trình là điểm dừng để chúng ta thấy là làm như nào. Bây giờ tôi đây, chương trình mà chúng ta chạy là chương trình là chúng ta nhập từ bàn phím hai số nguyên nhé. Ở đây tôi chạy lại cái chương trình. Ủa, chạy lại một tí vậy mất lỗi nhá, ở đây nhé. Đây. Cái bài mẫu cho khách quan, thì bây giờ là chạy vào bài đó nhé, chạy lại cái bài đó. Là nhập nhập hai số từ bàn phím và hai số nguyên dương từ bàn phím và tính ước chung nhất của hai số đó. Được chưa? Đấy, như này nhé. Nhập số tự nhiên n này, xong dòng tiếp theo là nhập số tự nhiên m nhé. Đây. M trước đi. Cho nó hay. Rồi, nhưng mà đây là M này. M nhé. Rồi, xong tiếp theo là cái bài làm như sau. Chúng ta nhớ lại cái bài trong sách quan. Tôi có lại quy lại thôi nhé. Là OA, đây là một cái phương pháp hay dùng nhất, đơn giản nhất. Trong khi mà M mà khác N thì chúng ta làm như sau.
Ra làm xong là if nếu mà m mà nhỏ hơn n thì chúng ta giảm n đi một cái giá trị là trừ m, và ngược lại else nếu mà m mà lớn nó bằng n thì chúng ta giảm m đi, m bằng m trừ n, cho đến khi mà nó bằng nhau thì chúng ta dừng lại, chúng ta in ra print ước chung lớn nhất là em khi mà chúng bằng nhau rồi đây. Thì đây là cái bài mà tính, cái bài này là tính ước chung lớn nhất, tính ước chung lớn nhất của hai số, của hai số tự nhiên lớn không nhé, để ví dụ lớn mà bằng không thì là thì là làm rồi thì bài này ta ghi ra, nhưng bài này là tính là tính GCD nhé. Đây là cái bài trong sách giáo khoa đấy. Bây giờ tôi chạy thử nhé. Bây giờ tôi nhập thử cái chạy thử một cái trình này. Số đó ví dụ là một số là 100, số thứ hai là 120. Xem chung nhất của nó là 20. Thế bài này là bài mà nó để chúng ta ví dụ để chúng ta ví dụ nhé. Thì như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một điểm dừng. Thì mỗi khi mà thông thường mà chạy điểm dừng ở trong một chương trình thì chúng ta đặt, thường thường đặt đầu ở đầu một cái vòng lặp. Thì chúng ta làm sao, chúng ta bấm, chúng ta dùng con chuột chúng ta bấm vào đây này. Đấy thì máy tạo ra một cái nút đỏ. Thì nút đỏ này chính là điểm dừng. Chúng ta có thể tạo ra nhiều điểm dừng. Ở đây thoải mái nhé. Bấm lần thứ hai thì xóa đi này. Đấy. Nhưng mà đây ta làm một điểm dừng thôi. Thì mỗi vòng lặp như vậy là máy nó sẽ dừng lại trước khi cái lệnh đang được thực hiện. Và chúng ta sẽ vào cái tab stack data này, chúng ta quan sát các cái bế trung gian xem là đúng là sai, được chưa? Thì ví dụ nhé, tôi ví dụ như sau, tôi sẽ chạy bài này, tôi sẽ nhập số m này là 20 và nhập số n này là 16. Ví dụ như vậy. Enter. Thiết lập điểm dừng. Cái điểm dừng nó không ấy nhỉ, nó không dừng lại cho chúng ta nhỉ. Dừng nhé. Máy tôi nó có vấn đề gì đó nên không chạy thôi, tôi kiểm tra lại này. Nha. Nguyên tắc là nó phải từ từ thử nhé, 20 này, 14 này. Máy tôi nó đang, máy tôi đang có vấn đề, tôi bình thường là các bạn làm ta chạy đến là 24 này. Step current, bây giờ tôi chạy thử cái này. Bây giờ cái điểm dừng lên trên Chạy thử lại nhé. Cái này chạy đến cái này là chạy điểm dừng à, ca lần đây là ca lần thôi, từ từ kiểm tra một tí nhé, chạy tới đây này, không phải cái đấy, không phải, thật là có nhiều những cái chức năng, nó có nhiều cái ấy lắm, nó có nhiều cái chạy tiếp này, cái bản này là cái bản này khác cái bản mà ngày xưa tôi dùng được, tức là đây là cái điểm mà tôi kiểm tra một chút nhé. Cái này các bạn có thể về nhà các bạn kiểm tra xem nó là cái gì. Để ăn chúng ta lần cơ sở là chạy đến cái vị trí của con trỏ này. Đây là step into current execution point này. Tôi chạy thử ở đây nhé, bấm cái này nhé, bấm n bằng 20 này. Chạy tiếp này. Bình thường là nó phải dừng lại ở chỗ ấy. Để một chút nhé. Này đúng là tôi không không để cái bản mới này.
bình thường đơn giản nhất là cho là nó chạy đến cái vị trí của cái điểm dừng này thì nó dừng lại thì chúng ta quan sát được, thì là đây là cách mà thường thường tôi hay dùng nhất. Và đây tôi đang kiểm tra xem như nào nhé, N này 16. Được, cái này là vì hôm nay tôi đang vì tôi bị cái này nên tôi đang hết được, cứ để buổi sau các bạn nhé. Chúng ta để buổi sau đi, tôi về tôi kiểm tra lại vì tôi chưa, đúng là tôi chưa tôi thấy làm sao chạy nó không đúng theo ý của mình đấy nhé. Thì vì nguyên tắc là chúng ta có một điểm dừng và làm một cái kỹ thuật mà các bạn rất quen rồi ở trong trong tool Pascal chúng ta làm thường xuyên, tức là chúng ta bấm một điểm thương hiệu dừng đó là một làm một cái là đầu của một cái vòng lặp. Khi chúng ta chạy vào cái điểm khi chạy đến điểm dừng là nó dừng lại và chúng ta quan sát bấm nút là chạy tiếp. Thì cái bản này không biết nó có mới gì không thì tôi kiểm tra lại nhé. Thầy ơi, em chụp một số ấm và một số dương là nghĩ như mà mình hẳn không cũng vẫn nhưng mà kỳ hạt kỳ chay nó hẳn Làm sao? không đó thì tôi Cái bài này nghĩ là em nhập một chỉ để số dương là bắt, bên chứ còn ngoài. không tôi không 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 bắt lỗi, không bắt lỗi, không bắt lỗi nhập dữ liệu. Còn đây chúng ta có thể Dạ, nhưng hoàn mà toàn em chúng ta có một thể số ấm là và một số dương là hẳn kỳ chay mà thì vẫn này. em hỏi gì tôi nghe không rõ nhỉ? Khi em nhập hai số, một số ấm và một số nguyên âm và một số nguyên dương thì cứ nhá chạy mãi hẳn không có ra kết quả, hẳn như nhập Bài này nhập dương số dương thôi nhá, nhập số dạ, âm nhưng mà thì thì không được nhá. Nếu mà một số âm thì chúng ta phải dùng thuật toán khác. Đây là cái đây chương trình chỉ chạy đơn giản cho hai số dương, chứ một số âm là không được, một số âm là cũng sẽ chạy mãi đấy nhé. Các bạn chú ý nhé, một số âm nó không bao giờ nó chạy được, đây chỉ dùng cho hai số dương thôi. Còn đây là một trong hai số mà là số nhỏ bằng không thì chúng ta phải dùng một thuật toán khác. Thì thuật toán đó là nằm ngoài chương trình này, tôi không nhắc lại ở đây nhé. Thì cái thuật toán mà cái thuật toán mà tính chung nhất của hai số với MN là hai số nguyên bất kỳ, có thể là âm, thì ở trong cái phần bài tập của sách giáo khoa là có. Và cái toán đó nó chọn thuật toán Euclid ấy, nó sẽ các bạn được học ở trong lớp 11 nhé. Còn ở đây thì để kiểm tra xem trong trong cái bài nào là có này. Hình như là bài cuối cùng ấy. Đấy. Cái này nó là bài đó, cái bài phân dụng của bài 31 nhé. Bài 31 là bài ôn tập ấy, thì cái bài phân dụng số 2 của sách giáo khoa chính là cái bài tính chung nhất tổng quát của hai số, mà hai số đó có thể là bất kỳ. Còn cái bài này này, cái ví dụ này thì bắt buộc nó phải là số số dương, chứ nếu mà m là âm thì nó không, thì nó sẽ không bao giờ. Sao ơi, âm thanh nghe không rõ nhỉ? Mày gọi hỏi lại thế nào? Âm thanh nghe không rõ. Alo. Được Được chưa? Cái video này là buổi sau tôi sẽ quay lại sau nhé. Vì chúng ta sẽ sang cái phần phần tiếp theo. Như vậy là tới vị trí này là kết thúc cái phần ví dụ toàn bộ cái phần kiến thức của sách giáo khoa. Thì cái riêng cái phần mà là gỡ lỗi, bắt lỗi và kiểm chương trình là cái phần theo tôi là phần tương đối phụ, vì đó là phần khó cho nên phần đó không, chúng ta sẽ không không đi sâu vào quá cái phần đó, được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta dừng lại cái phần chương trình đây, bây giờ tôi nói sang một số cái phần gọi là cái phần phần nói sau, phần nói tiếp theo một chút, gọi là cái phần nói thêm, gọi là nâng cao mà của chương trình, được chưa? Đây thì tôi sẽ xin trình bày tiếp theo nhé. Đây. Bây giờ tôi muốn nói về cái về cái mảng nhé. Cái mảng chúng ta đã biết rồi, nhưng mà mảng tôi nói thêm một chút là vì Python cho phép là mảng chứa mảng,
Chim nào trong Python cái bảng chữ bàn là một cái rất quan trọng, và cụ thể nhất là khái niệm là mảng mảng hai chiều đấy, là chính là mảng, là mảng chứa mảng. Đây phi viết A bằng như này nhé, 1 2 3 thì chúng ta hiểu đây là một dãy bình thường hay số bình thường. Đây là mảng một chiều. Thì nếu mà mảng mà là chứa mảng, đây khi mà chúng ta viết cái mảng như này, thứ nhất của A, khi mà chúng ta tạo ra một cái mảng hai chiều, ví dụ một cái ma trận 3 x 3 chẳng hạn đó, thì cách mà tạo ra cái mảng hai chiều ở trong Python nó khác hoàn toàn so với mảng hai chiều ở trong C và trong Pascal là như sau. Thì mảng 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 hai chiều, ví dụ như là cái ma trận 3 x 3 nhé, thì nó là cái gì? Để tôi vẽ cho các bạn xem là cái gì nhé. Khi chúng ta mà đây một cái ma trận như này nhé, A đây, ví dụ chúng ta tạo cái bảng là 1 2 3 trừ 1 0 5 7 2 8 à, đây là một cái ma trận 3 x 3 đúng không? Đúng không? Vở vở nói về vẽ sách Được bằng chưa? gì? Thì máy tính Vở máy gì? tính trong Python nó sẽ hiểu như sau này. Trong Python nó hiểu như sau thì nó hiểu như sau này, nó hiểu A chính là một cái A là cái vẫn là một cái một là cái mảng là một cái list thôi, là một cái list thôi, mà phần tử thứ nhất của nó chính là cái mảng con này, là cái dãy này. Phần tử thứ hai nó là cái này, và phần tử thứ ba là cái này. Như vậy là chúng ta hiểu là như sau. Thì chúng ta hiểu phần tử thứ nhất là chính là phần là 1 2 3. Phần tử thứ hai là trừ 1 0 5 và phần tử thứ ba là 7 2 8. Đấy. Thì đây chính là cái mô hình của mảng hai chiều, hai chiều. Thì số lượng các phần tử của cái mảng A này này chính là số hàng à, là chính là cái số hàng của ma trận, số hàng của A, hay chính là bằng len A, len A. Còn mỗi phần tử của A đây thì số lượng của nó phải giống nhau đúng không? Này thì cái này chính là cái số cột của A đó. Được chưa? Thì cái này chính là cái ma trận ba chiều. Thì tôi làm lại cho chúng ta lại đây nhé. Đây. A này, A bằng biệt với lại nhé. A 1 2 3 này. Phần thứ hai của A. Phần tử thứ hai của A là đây là trừ 1,05 nhé. Phần tử thứ ba của A là 7 2 7 7,28 thì như vậy. Đó. Được chưa? Thì cái phần tử đầu tiên của A là không. A0 là chính là cái phần thứ nhất chính là 1 2 3 đúng không? A1 chính là gì? Chính là -105 và A2 chính là gì? Chính là 728. Bây giờ tôi cần lấy cái phần tử thứ hai. Phần tử này này. Thế gì? Chính là A0. A0. Và hơn A0 nó làm một cái list. Phần tử thứ hai của A0 chính là 1. Thì đây chính là phần tử thứ là cái số 2. Được chưa? Nhưng mà tổng quát là AI. Đây chính là phân tử của hàng thứ y và cột j của ma trận A. Ở đây trong cái mô hình ma trận của trong Python thì số hàng số cột là đi từ không, chỗ từ không trở đi. Được chưa? Như vậy đấy. Đấy, bạn qua thì nhìn nhìn rõ chưa nào? Đó, vậy là như vậy là khi chưa biết là a i j thì đó chính là cái chỉ số hàng hàng thứ y và cột thứ j của ma trận. Thì viết lại đây nhé. Như vậy là AEG tổng quát AEG chính là cái số hạng của cái hàng
của cái hàng Y và cột J của ma trận A. Ma trận A. Ở đây có chỉ số hàng và cột đánh số từ 0, vì nó ở trong bạn trong đánh số từ 0. Được chưa? Đấy. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm cái cùng các bạn ta làm một cái trình ngắn nhé. Một trình chúng ta nhập dữ liệu từ bàn phím ta, nhập bàn phím, nhập từng hàng một. Để tôi làm một chương trình nhập nhập bàn phím, nhập một cái ba trận vuông nhé. Nhập nhập ba trận vuông là bậc em bậc NN nhé. Đấy. Nhập ba trận vuông NN nhé. Rồi. Đầu tiên chúng ta nhập số N trước. Sau đó là N lệnh tiếp theo chúng ta nhập từng hàng một của ma trận, mỗi cái hàng tiếp theo như vậy là gồm có N số là các phân tử trên một cái hàng đó. Sau chúng ta sẽ in ra cái ma trận đó ở trên màn hình. Được chưa? Rồi ta làm cái mẫu cho ta hình dung. Để chúng ta hình dung là cái ma trận hai chiều nó là như thế nào. Thì cái ma trận hai chiều này là trong chương trình chính của chúng ta thì lớp 11 mới học, nhưng mà với học sinh giỏi ngay từ lớp 10 đã phải biết rồi. Thì đây cái bài hôm nay là tôi nói thêm một chút là dành cho những ai các bạn dạy cho sinh giỏi đấy thì cần làm nhé. Và là như sau, vấn đề là nhập nhập một ma trận vuông N từ bàn phím nhé. Và đây chúng ta coi là ma trận đó là gồm có số nguyên nhé. Còn tương tự ma trận gồm các số nguyên. Đấy. Tôi làm thử cho bạn xem nhé, tôi chạy ngay cho màn hình tôi làm cho màn hình này nhé. Đầu tiên nhập n trước là n bằng in xong các bạn sẽ về nhà các bạn sẽ làm cái trình này nhưng mà nhập từ file nhé, nhập số tự nhiên n. Đây chính là cái kích thước của ma trận này. Đấy. Được chưa? Rồi, sau đó chúng ta sẽ lần lượt là nhập đây. Sau đó thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta ngay từ đầu chúng ta sẽ đem cạnh đây sau lên đây chúng ta sẽ tạo ra một cái ma trận A. Đầu tiên là cho là bằng rộng. Chúng ta nhập tới đâu chúng ta đưa vào A tới đó. Được chưa? Rồi. Bây giờ vào tiếp theo như thế là for i in range n. Rồi, sau chúng ta sẽ nhập s thì bằng là input nhập dãy số của hàng thứ y, vì y luôn như y là đánh không chỉ đi các em ở phía này mà phải là cộng với thứ này cộng với sri là y nhé, là cộng với hai chấm đấy. Nhập vào như là một cái sâu cho nó cho ra sao chúng ta sẽ tách nó ra, được chưa? Đó, nhập số từ bàn phím đúng không, nhập cái số của hàng thứ y. Các chỉ số của hàng của ma trận A là cột ma trận A là đánh số từ 0 trở đi, như vậy là y đây chạy lần y đây chạy từ 0 cho đến n trừ 1, được chưa? Rồi khi nhập s rồi chúng ta sẽ dùng cái lệnh cho đây biết quen thuộc rồi, chúng ta dùng lệnh split chúng ta tách ra xong chúng ta sẽ tính luôn. Tôi gọi cái hàng đó tôi gọi là tem, là một cái hàng tạm thời nhé. Tem là bằng gì? Tem bằng như sau, tem bằng là int x for x in s chấm split. Đây chính là cái lệnh là tạo nhanh từ cái câu s gì? Nhập bàn phím cùng có n số tôi tách ra luôn, tách ra mà dùng cái lệnh mà tạo dãy nhanh tôi đưa luôn vào cái dãy tem. Em sau đó tôi bổ sung a và nhân lập lệnh Thầy ơi, ơi chán hỏi
Cứ em nghĩ là nhập hàng thử y là y cộng một thôi, vì nếu y chạy thứ không thì lên nhập hàng thử y cộng một chứ. cộng một cũng được. À, nhưng mà khi khi mà chúng ta chỗ này cộng một không sao cả, thì máy nó bảo là thay nhập số của hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba, hàng thứ n cũng không sao. Nhưng mà đối với em để không cũng không sao, thì chúng ta quen với là các cái chỉ số của hàng cột của ma trận là từ không, được chưa? Nếu tôi nhập n là 6 thì máy sẽ báo là bạn nhập dãy số của hàng thứ không, hàng thứ hai một, hàng thứ hai, hàng thứ năm, không sao cả, để hàng này không sao nhé. Không sao. Qua đây là cộng một cũng được, mà bỏ đi cũng được, vì chúng ta quen với Python là tất cả các chỉ số của dãy và của ma trận đều không, thấy chưa? Đó, thì sau đây này rồi thì chúng ta sẽ in ra, thì in như sau. In ra thì tôi in ra thì chúng ta có thể là hẳn cái dùng hẳn một cái em dùng hẳn một cái em một cái một cái một cái hàm để in ra. Rồi thì bây giờ tôi sẽ là viết cái hàm đó nhé, bây giờ tôi viết là trên này cho nó dễ. Chúng ta dùng cái hàm xuống đây. Đây thì tôi sẽ tạo một cái hàm, hàm này tôi cũng dùng cái hàm mà hiệu là show. Hàm này là sao? Hàm này là dùng để in ra cái ma trận A. Ma A là ma trận là bậc n bất kỳ, ma trận vuông nhé. Thậm chí cái bài này, cái thủ tục show này là tôi sẽ in ra cái ma trận A là bất kỳ, chứ không 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 nhất thiết phải là vuông. Rồi làm như sau này đấy nhé, thì tôi làm luôn này. M là số hàng của ma trận, M là số hàng của ma trận A, nó chính là len của A. N là số cột của ma trận thì nó chính là gì? Nó chính là len của A không. Làm món luôn cho bạn xem nhé. Đấy. Rồi thì khi đã biết được cái số hàng, số cột rồi, chúng ta làm như sau. Chúng ta for i in range range của M là số cột. Được chưa? Sau đó là for i là m là số hàng, nhưng for g in range của n, n n là số cột nhé. Chúng ta print print ra cái phần tử là a i g. Đấy. Ở bên trong cái for này chúng ta in in trên một hàng. Yeah, in trên một hàng, chỉ một hàng là chúng ta sẽ để in trên một, chúng ta để dấu cách ở phía, in trên một hàng ngang, chúng ta để như này, chúng ta dùng lệnh này. Đó. Cái lệnh này là lệnh sẽ in cái hàng thứ y. À, đôi cái in 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 toàn bộ các phần tử của hàng thứ y là các cột từ g từ 1 đến n in ra hàng y đây. Đây, đây y hàng y. À, các phần tử của hàng y là in ra trên một hàng ngang. Xong cái hàng ngang đó thì cho xuống dòng. Thì ở đây chúng ta thêm lệnh nữa, ở đây là dùng lệnh là print như này để trúng dòng. Thì đây chính là cái chương trình này, mà đây chính là cái chương trình là in ra cái ma trận A bất kỳ. A là cái, thực ra A là một cái list thôi, mà list là chứa list đấy, thì là được chưa? Nhưng mà cái lệnh đây là cái thủ tục tôi làm rồi, vậy bây giờ tôi sẽ tới đây, khi mà tính xong rồi thì tôi sẽ in ra, tôi dùng cái ra đây mà tôi dùng cái lệnh là show a, show a cho in ra một trận a. Đây trên đây là một chương trình rất đơn giản nhé, là nhập số liệu từ bàn phím để tạo ra một cái ma trận vuông và tôi in ra. Thậm chí ở đây được không cần biết là cái ma trận này có thể là không gọi là không vuông nhé, tôi in ra, ghi ra này là nhập và in ma trận bất kỳ. Cái lệnh cái bài đơn giản đấy, anh không làm nhé. Chạy thử cho các bạn xem cho đơn giản nhé. Đây đây, như tôi nhập mà với có số cột là 4 này, giả sử mỗi phần tử của một cái hàng của cột là có 3 phần tử, 12 này, 0 này, 9 này, hàng thứ nhất nhé, hàng thứ hai này âm 19, sau đó là 0, sau đó là 120, hàng thứ ba là 4, 9, 100. Vậy là cái mặt trận này là có số số hàng là n và số cột là 3, mỗi 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 hàng của nó là có một là số cột là 3 phần tử, như vậy số cột là 3 thì enter này. À đây là 4, 4 hàng số 4 là 6, 9, 10. Đấy, máy in ra nhé.
Bây giờ là gồm có 4 hàng này, hàng thứ nhất là 1209 chính là cái này này. Hàng thứ hai là 10, âm 19 0 120, hàng thứ ba là 49 100, hàng thứ tư là 690. Đây chính là cái ma trận là gì? Có kích thước là M nhân N, kích thước là 4 là 4 nhân 3. Thấy không nào? Mà này các bạn có thể sửa thành làm trên file được. Bây giờ tôi làm thử luôn là trên file các bạn. Tức bài này tôi sửa lại nhé, thành chương trình là nhập và in, nhập ma trận từ file và in ra trên màn hình nhé. Đây làm sửa luôn cho bạn xem luôn nhé. Bây giờ tôi tạo ra một cái file dữ liệu nhé. Tôi copy luôn ở đây ra nhận tiện này. Đó, copy luôn đây là cái file chúng ta là file này nhé. Bất kỳ. Đó. Thì nó có 4 hàng này, đúng không? Đó. 4 hàng. Bốn hàng mỗi hàng này là bên này là bên này đây là một trong bất kỳ để tôi làm cái tổng quát hơn cho nó hay hơn nhé, tôi để làm cho nó dễ mà để hình khó quá như sau này. Tôi làm như sau này, file chúng ta gồm có là dòng đầu tiên sẽ in ra là số n, tiếp theo là 4 dòng, mỗi dòng là gồm các số như này. Đấy. Và bây giờ tôi ghi cái file này ra, ghi cái file này ra là ma trận. Tôi chọn là kiểu dữ liệu là plain text nha, chọn kiểu dữ liệu rồi là plain text nha. Rồi tôi viết cái này là matrix.in.p nhé. Nhắc lại này, chúng ta bao giờ chúng ta là như sau này, dòng đầu tiên là in ra số n, n là cái số hàng của mặt trận trên, n là dòng tiếp theo, mỗi một cái dòng như vậy, mỗi dòng như vậy là gồm có lại là m số hay là các số cách nhau bởi dấu cách gì như kia, coi chúng ta cho nó thời gian không quan trọng, số lượng không quan trọng, để là nguyên đấy nhé, để nguyên nhất là 100 này, để cho nó mặt trận vuông đấy nhé, trừ 9. Ở đây là trừ 78, trừ 78, xong tiếp theo đây là trừ đi 23, như vậy nhé. À, nhưng chúng ta bây giờ chúng ta là đây là cái mặt trận vuông này này. Số tiên là n là cái kích thước của mặt trận. Rồi chúng ta ghi lại, chúng ta chạy thử nhé. Bây giờ tôi sẽ làm như sau này, tôi new một cái file mới tinh và tôi copy từ bên này sang. Copy cái này nhé, copy cái show này để cho nó dễ này, copy này, cái này tôi có rồi này, copy cái show này, rồi thật ra là không cần được chưa. Được rồi, bây giờ nhập từ bàn phím nhé, nhập từ file nhé, để tôi biết là tôi là FI là cái tên file. Đấy, tên file là tôi mở luôn, tên file này chính là gì? Chính là matrix.in nhé, in. Đó. Đây là cái tên file tôi mở ra, tôi nhập dữ liệu vào chính là cái file này này. Cái file này chính là file này này. Đó, file này nhé. Rồi bây giờ tôi phải file này. Đây chương trình là chương trình mới của ta đây. Nhé. Cái dev show này để nguyên này, để nguyên này. Cái thằng chương trình nó dễ đi đẹp nhá, đẹp là nhập dữ liệu cho nên thật đàng hoàng, nhập dữ liệu nhé, đầu vào của chúng ta là FI để cho nó càng hay đấy nhé. Đấy. Đầu vào là FI và cái đầu ra của cái nhập dữ liệu này chính là cái tệp này, đầu ra của cái hàm này chính là cái mặt trận A, được chưa? Rồi làm như sau nhé, này làm luôn, làm bài bản luôn cho các bạn xem nhé. Đầu tiên là A bằng, rồi sau đó là như sau này, tôi viết là f bằng open, open cái file của chúng ta là file fi, file này số cho nên không cần thiết phải có cái file này, không cần thiết phải có cái đối số là encoding như thế, cái là mở rồi nha. Thì đầu tiên là n trước đây, đầu tiên nhập n, n chính là bằng gì, bằng là in của f chấm readline,
ta nhập vào một dòng đầu tiên đây này. Đây. Thế đây là lại là nhập vào một dòng đầu tiên của F. F là cái đối tượng file, là mở chính cái file này, mở chính cái file này nhé. N đây là ấy nhé. Rồi tiếp theo là chúng ta đọc N for i in range N. Và lần lượt đọc, chúng ta có S thì chúng ta đọc vào, S thì chính là gì? Chính là F chấm read line, tiếp tục đọc từng dòng một nhé. Được chưa? Chúng ta đặt tên là tem bằng cái này, tem bằng là in x for x in s chấm split. Đọc mỗi cái dòng, đọc vào gồm là chuyển cái dòng đó, chuyển chuyển một cái dòng tương ứng của cái F của ma trận đó, chuyển vào một dãy đó là tem, và chúng ta bổ sung cái tem 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 được chưa? Đây là đọc xong chúng ta đóng cái lại, close lại, close, và chúng ta return return à. Đấy. Như vậy ở đây tôi vừa mới đây là cái thủ tục hay là cái hàm nhập dữ liệu, đầu vào là FI, đầu ra là cái ma trận mà nhập từ 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 file FI, từ cái file file chúng ta là file này đấy, thấy chưa, file là cấu trúc này. Tôi ghi lại nhé, tôi ghi lại là gì, là nhập ma trận từ file. Thủ tục thứ hai là show đây. Đây rồi, về chương trình chính này, chính nhé, đây là ghi là chương trình chính này, chương trình chính. Dòng đầu tiên là dòng là nhập dữ liệu FI. Dòng thứ hai là show show à, không phải, dòng đầu tiên là phải ghi là A bằng nhé, ghi là lệnh A bằng nhập dữ liệu FI. Dòng thứ hai này, chủ chính có hai dòng, dòng đầu tiên là gán A bằng nhập dữ liệu, vì cái thủ tục nhập dữ liệu này trả về là ma trận A, đây, trả về là cái dãy A đây, thấy không nào, return A đây, phải nó trả về là A. Dòng thứ hai ta show, dùng thủ tục show A này, ta in ra màn hình cái show A này, đây show A đây, bạn thấy thấy rõ chưa, chương trình rất đơn giản, nhập dữ liệu từ bàn phím. Tôi chạy thử nhé, đây chạy thử, máy in ra luôn, không cần phải bấm này, bấm chạy này, đấy, mình ra luôn cái này, đây, 12 0 9 10 này, đây là cái ma trận của nó đây, 12 0 9 100 này, trừ 19 0 1 20 trừ 9 này, chính là trên này đúng không nào, đấy, 4 9 100 âm 78 và 6 9 10 âm 23. Đấy, như vậy tôi vừa mới nói thêm các bạn một chút về cái một chút thôi, về cái mô hình mà mảng nhiều chiều. Mảng như vậy là cái mảng nhiều chiều của ma trận, nó chính là mảng, nhưng mà nó là list, trong list thì có list, thấy chưa, đây là một ví dụ của cái mảng đó, nó vẫn là list thôi, chứ là mọi cái thuộc tính, mọi cái hàm, những cái lệnh mà liên quan đến list, các phương thức còn thì chúng ta đều áp dụng được, và áp dụng cho đối tượng là nếu mà cái list đó nó là chứa list, nó làm cái ma trận thì chúng ta cũng xử lý được như bình thường. Nhưng mà trong ở trong sách giáo khoa thì không nhắc đến cái khái niệm là mạng hai chiều nhé. Hôm chúng ta tạm nghỉ ở đây nhé. Như vậy tới buổi hôm nay là theo tôi là tôi đã nói xong toàn bộ cái chương trình đấy. Các bạn là mà nắm vững cái phần mà tôi nói trên lớp, chúng ta là hoàn toàn yên tâm để có thể là dạy học của trên lớp một cách bình thường. Thì chúng ta còn 2 buổi nữa thì tôi dự kiến tôi sẽ tiếp tục nói thêm một sâu hơn một chút nữa, dành cho các bạn nào muốn mai kia muốn luyện học sinh giỏi ở trên cái Python này, thì tôi dành cho 2 buổi sau tôi sẽ nói về phần đó nhé. Cái phần mà tôi nói để nói phần sau cũng rất là hay đấy, các bạn cố gắng nghe.
Tức là tôi sẽ nói về cái hai buổi sau là tôi nói về cái về hai kiểu dữ liệu mới mà chúng ta mà những người mà dạy luyện thi học sinh giỏi thì bắt buộc phải dạy học sinh cái này, mà cái này là chắc chắn là học sinh rất là bỡ ngỡ, chúng ta bản thân chúng ta cũng bỡ ngỡ. Tức là chúng ta sẽ học hai cái kiểu dữ liệu mới là kiểu dữ liệu tập hợp và kiểu dữ liệu và từ điển. Thì đây là hai cái kiểu dữ liệu rất đặc biệt, rất đặc biệt của Python mà nó vô cùng hay, vô cùng quan trọng, đặc biệt là dành cho đối tượng là liên quan đến thi học sinh giỏi, tức là học những cái bài tập mà cần phải tốc độ nhanh ấy thì cần đến những cái hai cái đối tượng đó. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Dạ thầy ơi, Ơi cảm ơn thầy. Thầy dành cho nhà em buổi về tính cái đồ phức tạp của thuật toán được không thầy? cái đó tôi sẵn sàng thôi, nếu mà lớp chúng ta mà mong muốn thì tôi sẽ nói luôn trong buổi ngày mai luôn đi, hoặc là buổi buổi sau luôn nhé. Cũng nói Cái cách tính nói thầy hướng dẫn cho nhà em làm cái tẹt với thầy. làm test các bạn nhớ buổi sau nhé, tôi nhé, tôi quên mất đấy. À dạ 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 Cái dạ phần sinh test cũng rất là hay, cũng đơn giản lắm, rất là hay dạ nhé. Chị buổi dạ sau nhắc dạ tôi sẽ nói lại cái chuyện đó. Chúng ta dạ nghỉ ở dạ đây nhé. em cảm ơn thầy ạ. Chào các bạn nhé. Em chào thầy, em cảm ơn.